Các bạn vừa nhìn thấy cái cây mật và gấu ngoài vườn nhà mình nhé. Cái cây mật gấu này nó rất là nhiều tác dụng, và như những lần mình đã chia sẻ cách trồng cây mật gấu rồi. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bài thuốc về cái cây mật gấu này. Cái cây mật gấu này thì nó rất là tốt, và cái tốt ở cái vị đắng ở trong cái lá mật gấu này. Nó có thể giúp chúng ta chữa được nhiều bệnh như bệnh tiểu đường, rối loạn tiêu hóa và điều trị những bệnh như bệnh lậu. Trong cây mật gấu này nó còn chứa rất là nhiều chất như vitamin A, C, E, B1, B2, talin, so sa polin và nhiều chất khác. Lá cây mật gấu để giúp kiểm soát đường huyết ổn định, nhờ hợp chất đắng trong lá tốt cho những người bị bệnh đái tháo đường, mà thay thế được cả những cái loại để dùng để chữa sốt rét nữa, và giúp cả hạ sốt, điều trị cảm lạnh nữa. Và khi mà chúng ta dùng cây mật gấu này đúng cách thì nó rất là tốt. Ví dụ như khi mà trời trở lạnh, mà khi mà mình cảm thấy người mình khó chịu mà ho ấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần dùng một hai cái lá mật gấu này, chúng ta nhai trước khi đi ngủ vào ban đêm, và sáng sớm chúng ta sẽ cảm thấy được cái triệu chứng ho và đau họng của chúng ta nó sẽ không còn, và đờm cũng sẽ không còn nhé. Nó rất là tốt thôi. Và đấy là với về ho đờm. Còn với cách chữa trị về xương khớp, ngoài cái lá mật gấu này ra, chúng ta có thể dùng thân của cái cây mật gấu này, và cả thân cả lá chúng ta mang đi phơi khô, sau đó chúng ta ngâm rượu, ngâm đến khi mà rượu nó chuyển sang màu vàng thì chúng ta có thể dùng để uống, dùng lượng nhỏ để chúng ta uống để điều trị những bệnh về rối loạn tiêu hóa, đường ruột, đau nhức xương khớp và tê khớp. Và chúng ta cũng không nên sử dụng cây mật gấu nhiều quá, vì trong cái cây mật gấu này nó cũng chứa rất là nhiều kháng sinh. Vì thế chúng ta không nên tự ý sử dụng hay sử dụng quá thường xuyên kéo dài, vì làm như thế nó sẽ không tốt cho chúng ta. Chúng ta chỉ nên sử dụng 2 tuần rồi nghỉ, và tối thiểu 2 đến 4 tuần sau mới để tiếp tục sử dụng tiếp. Và sử dụng nhiều quá nó sẽ dễ gây đến cho chúng ta, người chúng ta buồn bực nôn nao vì nó thừa kháng sinh trong người ấy. Và trong cái cây mật gấu này nó có thành phần giúp hạ huyết áp. Chính vì vậy những người mà huyết áp thấp thì không nên sử dụng nhé. Và cái bài thuốc từ cây mật gấu tươi thì chúng ta có thể là dùng để chữa đái tháo đường, như là chúng ta sẽ dùng cái cây mật gấu tươi này. Chúng ta dùng 5 đến 6 lá này, chúng ta xay sinh tố lên, cho thêm ít nước lọc vào, rồi chúng ta sẽ lấy cái nước đấy chúng ta uống hàng ngày. Nhưng mà nhớ là chỉ sử dụng 2 tuần sau lại dừng, dừng xong khoảng 1 tháng chúng ta lại sử dụng tiếp, chứ đừng dùng liên tục nhé. Và nhớ là chỉ 5 đến 6 lá một lần uống thôi nhé. Và đấy là cái cách mà chữa tiểu đường bằng cái lá tươi. Còn thường thường thì mọi người sẽ dùng bằng lá khô, là chúng ta sẽ phơi cả thân cả lá cả cành, sau đó chúng ta sẽ mang đi chúng ta sắc lấy nước chúng ta uống hoặc ngâm rượu nhé. Đấy là những cái chia sẻ của mình về cây mật gấu, mới một những trong những cái bài thuốc rất là phổ biến các bạn có thể áp dụng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.